kan. Đúng là siêu diễn luôn nha, ứng tướng luôn. Rồi, cảm ơn em mời em về chỗ nè. Đó, cái nghe là Thành ơi làm gì mà già lết dữ vậy Thành hả? Anh ơi, muốn dòm coi người ta ra làm sao đúng không? Muốn thật phải giật được đạo. Còn bé Sa mày nè, mắt gì mày cũng phải nghiêng ngang, nghiêng ngửa thì kia chi mệt vậy? Anh nát thì chưa chút rồi tao mua lại vậy đi ha. Khó khăn quá, thấy cái địa hình hai đội này có bộ không có ổn. Em thấy là em nghĩ vậy mới chú hai là hay không ai? Em nghĩ là hay. Em không hợp với anh rồi đó. Đây, đây. Đúng rồi, nó từ đầu nó không ngồi đúng rồi. Trong suy nghĩ rồi ý kiến rồi bé Sam nó nghiêng quay như lại dòm chóc mặt cho nó luôn vậy đó. Không, bây giờ đổi đội đi, trời ơi. Đổi gia đình đi, đổi thành viên đi. Mà nãy giờ chỉ có một mình anh Giang là trái chiều với tất cả mọi người thôi. Mình chuyển đi chị. Đổi đi, đổi em nha. Ê, anh làm cho em á.